phát hiện. Quá ngoài cọc rồi mà. Ngoài con vớt từ trong vô mà. Con vớt từ trong từ ngoài vô trong mà. Tài bắt như ẻ. Tài ngồi đó mà thấy rồi. Trong tài đứng đó chắc chắn là phải thấy rồi. Nhìn được. Mấy quả ấy ở trong tay bên dưới thôi. Ba không. Nó hoa khởi đầu chuẩn bị vô thôi. Hai quả. Cứ phát xong trong nhìn cô là đang hay. Tâm lý à? Tự tin phát chứ sợ gì. Em sợ ấn sai nên em nói giống chung. Hai năm chào 120 người đang xem đấy. 120 người. Chào chị Dung nha. Chị Dung chào nhau, chị Dung chào nhau ấy nhỉ. Bình luận viên em ấy. Tao đi làm bình luận viên kiếm tiền.
tỷ số hiện tại. Ai nói đó hề, Mạnh nha, Mạnh nói nha. Mấy rồi? Coi cái điểm cái hay. Quận, chị Béo ơi. Mấy rồi? 83. Bắc Giang dẫn 83. Tung đội hình chỉnh vô nhá. Bây giờ thì lớn rồi nó phải khác chứ chị. Ai nhỏ được mãi đâu. Cà. Dạ trời ơi. 93. Chín ba Bắc Giang cầm phát. Bốn chín. Alo. Quỳnh đánh chân đi. Đội Nam chưa đá gì ạ? Đội Nam chỉ có đá đôi thôi, mãi thứ bảy mới đá. Mẹ cô lên cái chị ấy. Anh vỗ tay cái. Là anh còn đôi như là anh để vỗ tay mà ăn mò. Trận đấu đang rất căng thẳng nha. Mới căng thẳng thì ngu. Lôi ra tiếng vào rồi nha. Xin comment và một lượt thích và một chia sẻ. Cố lên đi, hét cái bách. Vù vù hét cái cho. Chia cầu bay Việt Nam chia sẻ bài của người đó. Đấy, chia sẻ. Hay hết đây. Cầm cái máy cho tao hết cho này. Đưa đây. Ngồi đây. Ngồi đây thì đưa đây đi. Bên này chỉ điểm á. Bên lượn không ai? Thật là nhàm chán. Nó có chữ ạ.
9 điểm. Cố lên. Thảo anh cho chất cái bật nước này anh này. Học điểm đấy, 81. À kìa. Ai hỏi con đọc không chứ? Đặt sáng lên nha. Dương Đình Hiếu đang xem. À ha, Bác Quyên đây rồi, Bác Quyên đây rồi. Bác Quyên hỏi mà. Mấy số đây? Mấy Bách Coi 91 ba. Bên kia đang dẫn 11 ta 9. Bác Quyên nay về sớm nữa mà sao coi 10-11 đấy bác. Chết rồi đó, bay chết rồi đấy. Bác Giang có sự hội thay người. Có sự thay đổi người. Số 10 ra sân. Số 10 ra sân, số 12 vào sân. Số 10 là con gì, số 12 là con gì? Giáp Thanh Xuân. 14 là con gì? Con gì á, con có mắt. Trời, bác dạy giỏi nhờ. Vừa dạy vừa quay like. Đó. Chưa về đang dạy đầy nầy. Lo dạy bác ơi. Tí về xem sau nha bác. Cho về ba đi. Vâng, em giữ được thấy. Anh bảo đấy mà. Em mới cầm vắt này. Đi chi không? Ủa rồi, sắp hết rồi. Cô hóng cây. 11 đều. Bên kia chết rồi đó. Xong rồi đó. Xong rồi đó. Xong rồi đó. 12-11 liền. 12-11. Dương Nguyên con 11 đó. Từ khi thầy hai vận động viên Nguyễn Thị Hòa và Trương Thanh Trà vô, bố cục trận đấu được thay đổi. Một pha đá rất tốt đến từ Phạm Thị Yến. 42 rất là giỏi đấy. Mà con gì? Một pha bay lên Santo rồi nó đẳng cấp. Đây quả này mắc vào Santo này. Ngoài. Quả. Ê. Một pha đá quá tinh tế đến từ Nguyễn Thị Hòa. 13-12. Một trong những cầu thủ phải nói là già dặn nhất. Nhiều kinh nghiệm nhất. Nhiều kinh nghiệm nhất. Trong đội Nghệ An. Còn bác Nguyễn Thị Quyên đang dạy ở nhà. Trời ơi. Một pha bỏ lỡ cơ hội phải nói đáng tiếc đến từ Nguyễn Thị Hòa. Imo này là uyên lực nữa. 13-12. 13 đều. Mấy? 13 đều à? Quá ngoài mà. À ngoài à? 13 đều. Sorry mọi người. 14. Bề đôi. Ngoài. Quá đáng tiếc cho những cầu thủ Bắc Giang. Một pha phải nói đá là chưa thật sự hay đến từ cầu thủ số 8 từ Bắc Giang nhá. Là con gì? Thì không biết. Thì không biết. Điểm 14-13.
Set boy dành cho đội Nghệ An. Kết thúc trận đấu. Kết thúc đi. Đúng. Yeah. 14 đều, điểm rồi. Số lên 17. 14 đều. Điểm số kết thúc là được điểm 17. Điểm 17 nhé. Một người bình luận tươi. Rồi. Càng bình luận càng rớt view anh ạ. Thôi đừng bình luận. Tắt mình. Wow. Hay. Thôi. Quá đầu, một pha quá đầu phải nói là rất lộ liêu đến từ Phạm Thị Yến. 15-14. Im lại em bình luận nhé. Đổi phát, Nghệ An phát cầu. Chứ còn cầu là không. Điểm cuối. 16-14. Một pha bát rất một không được như ý đến từ Nguyễn Thị Hòa. Nghệ An đang còn dự bị, đang còn bài đây nữa này. Chưa vô đâu mọi người ạ. Cố thay rồi chứ mấy. À quên. Bình thường viên là đi. Bê. Ôi. 16 đều quả này không ăn được thì bị. 16 đều. Quả cuối lên 17. Điểm set point. Điểm win là điểm. Điểm cuối cùng. Ai ăn được là win. Thôi phát rút rồi. Chặt lên. À, khó khăn như thế đấy. Kết thúc hiệp 1, Nghệ An thắng với tỷ số 17-16. Mọi người ở lại 2 phút nhé, đừng có đi đâu nhé. Trận đấu sẽ trở lại liền thôi. Đi mua là trận vui rồi, tụt view. Mấy gương mặt buồn rầu này, nản chí này, không được nản nhá. Thằng em kia tôi không nản. Ôi trời, 13 à ấy. Anh mới đang chung 13 đây à? Ừ. 13 mà hơi rung nhá. Các ứng cử viên vô địch này. Ủa phát. Không ăn thua. Này, quay thằng Nghĩa đây. Thành Nghĩa. Mới quay được trách đến thầy. Thầy của bọn em đây nha, mọi người. Ô, là hàng gì bị ngoài đây thế, hàng loạt hoặc chữa bị. Cổ động viên. Nghệ An chưa thể mở bài ra được mọi người ạ. Đang còn cất này. Ôi trời, tay rung. Nặn tay chịu. Cầm, tay rung. Cầm 13, tay rung mọi người ạ. Nặn tay chịu vô nên tay rung. Thôi nha mọi người, không chung. Nặn tay chịu vô. Cầm 13 run anh ạ. Bác Quyền đang xem chào nhau cái nhỉ. Bác Quyền chạy ngồi hỏng thì hỏng mãi thấy. Hỏng tí thôi, lâu vô hỏng tí điểm số thôi. Đây bắt đầu hiệp thứ 2. Nghệ An phát cầu. Không. Chuyện Bác Quyền mà. Bác Quyền mua rồi. Quyền đang hỏng nó. Quyền hỏng từ đầu đến cuối luôn. Chắc. Tao. Trời ơi.
Wow, tụt view à, rồi. Chị Hiền. Chị Hiền. Tụt view rồi. Mọi người đẩy view đi. Phát rứa cho ăn. Khó quá, bỏ qua. Lùm keo. Nhớ sáng ngày mai với đá anh. Nếu thắng thì mai đá này hay hồi lửa đá tiếp. Mai đá gì đó. Mai. Trời ơi. Ê, xì. Ê, thì không ăn được nữa. Thì thôi chứ. Mày pha ăn điểm của nước chưa quá lật lộn. 1-2 à. 2-1 Bắc Giang. Xét 1 Nghệ An thắng 17-16. Wow. 2-2 C2 đang tỷ số 2-2 Nghệ An phát cầu. Ngoài, nhìn cái đá là biết ngoài rồi. Một pha đá ngoài mặt rất nhanh nhó. Có biết bình luận không ạ? Hôm lượt đây Tục đang chia sẻ. Nam mãi thứ 7 với đá đôi chị ạ. Đi cả giải đá đôi gặp Hà Nội chơi. Ứng cử viên gặp ứng cử viên vô địch. Nữ đang vong bảng vậy. Thắng trận đi có đông vậy? À, thắng trận đi có đông. Thắng trận đi có đông. Vì ta được vô mà chứ Bắc Giang gặp ta được đặt cách một trận. Bắc Giang canh thành phố rồi ta gặp vô gặp ta. Hay. Vận động viên mặc giá coi chán quá đi tập 3-4 có điểm còn rụng rồi, làm gì có cửa. Nhìn là biết rụng làm gì có cửa đó. Cao co còn còn nữa anh ơi. Quả bách coi, mày ra bách coi. Quả mày ra bách coi đá được. Hey. Quả mày ra có gương mặt này này. Xời. Đóng trong cái gì. Xời, được. 4-5 Mất chỉ đơn giản. Dân thiệt mà đá yếu nữa hay cũng bằng em chuyên hơi xa đá. Chuyên hơi xa tị yếu thật mấy quả nó phải bật lên lỗi đúng không anh lồn chéo luôn. Đi béo dày kia đâu không đi đi dày cẳng hết rồi. Ôi, à. Một phá đá ra ngoài. Vừa tâm lý rồi. Có lẽ chị béo đi vào đó không quen. Tâm lý rồi.
Cái đá là gì? Quá ngoài rồi còn tay nó thấy ngứa ngứa nè. Vậy mới được mà. Trọng tài chưa đủ chắc chắn. Tâm phát rồi. Tâm phát rồi. Như nè. Mày nhỏ. Đúng. Mặt nữa. Thức lắm. Như cái hồng nhỏ là ấy luôn. Nhờ thằng này. Chưa. Thằng lòng luôn. Không mạnh này. Ủa. Khỏe nhưng mà anh chia đều. Anh phát khỏe nhưng mà anh chả chia đều. Đều mà. Đó là anh đó. Vô sinh thử, vô sinh thử. Cái người tung này chứ phải là tung được thì anh mới phát được chứ. Người tung là tung ngất thì. Bác Quyên đi coi bãi hầy. Bác Quyên không coi nữa phải. Có lẽ để máy dưỡng lên hay là đang coi mà giả vờ bình luận này. Quá ngoài chứ răng. Ngoài. Đó, đúng rồi. Đừng có để tao trách va. Công nghệ va. Có va đây này, không cả không không? Va đây này. Va rõ đây này. Lão nhau tàu gáo vào đầu liền. Hai phút có ý. Bắt đầu. Mọi người đi mua chai nước về uống đàm đạo ngồi xem vứt hay nha. Ôi, 60 giây bắt đầu. Có 1 phút thôi nhé. 2 nhớ. 1 chưa chi ra là mấy mươi giây. Kết, 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 xuống kết bất cầu. Kết kết pháp. Ừ. Phát mù luôn. Lần duy nhất nó không phát à? Được cái gì? Ừ. Là họ ôm là anh dèo qua. Những cái kiểu này. Anh Tuấn anh đi trên đất anh truyền luôn. Mô. Và anh trên đất truyền luôn. Sì. Vô. Anh trên đất bắt bơi một luôn đẳng cấp rồi. Vô. Đẳng cấp chi hư chân được cái chi. Lâu chân. Tập phải tập thì nên tham gia nè. Nhìn kiểu rửa mắt rồi chậm. Chỉ là mấy rồi? Chịu rồi. Chín, mười. Thằng ấy trên tẻ chứ. Ờ, cái thằng như này, bừa anh đấu giải cứu không phải hay thật. Thằng mô. Đó. Thằng đang phạt á. Duy nhất đấy á. Thằng nhất đấy á. Đang trên tẻ đúng không? Kết nào, nó phát hả ngươi. Phát nhiều quá đấy. Thank you.
tâm lý hay đã nhiều vẫn đang tâm lý hay kết bắt trái như này trúng mặt thằng này thằng quỷ luôn. Đi sáng một phát rất mồm, bây giờ không phát rất mồm. 13-9 hay quá, phát quả quá tinh tế. Tôi phải nói rất hay đến từ Trương Thanh Thảo, một trong những cầu thủ trẻ, phải nói là tiềm năng nhất của mình Nghệ An, tiềm năng bậc nhất nhá mọi người. Kết thúc hiệp đấu, Nghệ An thắng với tỷ số 2-0. Mời mọi người mai coi tiếp nhé. Giờ là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào mọi người. Tạm biệt và hẹn gặp lại.